Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của Nhân Tướng Học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong Nhân Tướng Học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt từ xa xưa là một phần không thể thiếu trong bộ môn tướng số của các thầy. Được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho quý anh chị về cách thức xem tướng dâu của đàn ông. Ông cha ta từ xa xưa đã có câu ca dao: đàn ông vô tu bất nghi, đàn ông không dâu bất nghĩa. Với tư cách là vẻ đẹp diện mạo riêng của nam phái, nên dâu của mỗi quý ông biểu hiện cho nam tính. Về mặt sức khỏe, sinh học thì dâu được hình thành do hormone phụ sinh dục tiết ra. Hormone này do tuyến yên trên não tiết ra, nó thể hiện khí chất của đấng nam nhi, kiên cường, bản lĩnh, rộng lượng, hào phóng. Về một ý nghĩa khác thì nó biểu hiện cho khí huyết sung mãn, sức khỏe dồi dào, thể lực rất tốt. Vậy, cách xem tướng dâu như thế nào mới đúng? Dâu ria và lông mày cùng màu sắc và đều phải tươi nhuận, cứng, mềm, thích đáng. Kẻ có dâu tóc hội tụ hai điều kiện trên, về cá tính là người có khí phách nam nhi, khoáng đạt, cứng cỏi, không dễ khuất phục trước nghịch cảnh hay là bạo lực, đến già vẫn còn sinh động, vận mạng khả quan. Tướng dâu của mỗi người biểu hiện nhiều ý nghĩa thông qua các hình thức bên ngoài như sau. Những người không dâu hoặc ít dâu. Không dâu mép là người không có nghị lực, nghĩa là nhân trung không dâu hoặc là dâu thưa trông thấy ra là người thiếu nghị lực, lao đao. Đàn ông không có dâu hoặc là có nhưng rất ngắn, rất ít và mềm, màu sắc vàng ám thì cũng coi như là không có, thì chẳng những trông mất cả vẻ nam nhi, khí phách mà thực chất lại rất giống đàn bà. Dù có thông minh thì cũng gian xảo, ủy mị, khó có thể tự lập. Nếu có đôi chút thành công thì cái đó do người khác tạo dùng. Bởi vậy, tục ngữ Việt Nam có câu, đàn ông không dâu bất nghi. Tóm lại, đối với đàn ông, dâu tóc và lông mày liên hệ chặt chẽ. Nhưng vì tóc chung cho cả đàn bà nên ta chỉ cần lưu ý đến dâu và lông mày. Vận mệnh của các đấng dâu mày cũng có liên quan đến dâu khá nhiều. Tuy vậy, có một điều phân biệt là dẫu nghĩa về mang vận tương đồng, nhưng dâu chủ về tuổi già, còn lông mày chủ về tuổi trẻ nhiều hơn. Nói về tướng người không dâu, dâu không mọc được, ta cũng có thể liên tưởng tới các danh sĩ thời xưa. Ông Chu Du đời Tam Quốc được miêu tả là hào kiệt giang đông, đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, giỏi âm luật và có tài thao lược. Nhưng vì tướng mặt không dâu nên bình sinh ông có thói ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ những người hiền lành, hám trạch. Một danh sĩ giang đông thấy Chu Du như vậy nên khéo léo tử quan, sống cuộc đời quy ẩn trốn điển viên. Nhiều lần Chu Du đố kỵ với Gia Cát Lượng về tài năng và luôn tìm cách thủ tiêu Gia Cát Lượng, nhưng ông đã nhầm. Gia Cát Lượng không bị hại mà ngược lại Chu Du còn chết trong uất ức, nghẹn ngào, tức tưởi. Tướng người không có dâu đối với đàn ông có biểu hiện gian xảo và nịnh nọt. Một trong những nhân vật điển hình về đặc điểm này chính là ông Hòa Thân đời Thanh. Trong cuộc đời làm quan của mình, ông thường nịnh hót hoàng đế, tham nhũng, vơ vét và cuối đời chịu thảm cảnh cả gia tộc bị xử trảm. Nói về thời xưa thì có dẫn chứng, thời nay thì chẳng kể đâu xa. Thời kỳ gần đây, Trung Quốc từng xảy ra những vụ biến động về chính trị vào khoảng những năm 1950-1960 do một lãnh tụ không có dâu gây nên. Ông Mao Trạch Đông, lãnh tụ của Trung Quốc có tướng không dâu. Trong cuộc đời ông, có một thứ mà ông đam mê nhất, đó chính là quyền lực. Vì thế nên nhiều nguyên soái có công chống Nhật đánh tưởng bị Mao Trạch Đông khôn khéo dồn vào đường cùng. Thậm chí, người bạn chiến đấu rất mực trung thành của ông là Chu Ân Lai cũng bị Mao ghen ghét vì Chu Ân Lai giỏi, nho nhã, có tác phong thanh lịch. Kết quả là nhiều người trong bộ máy chính quyền quân đội Trung Quốc thời đó bị thủ tiêu thanh toán. Tuy những danh sĩ, người nổi tiếng được kể trên trùng hợp là số ít người không thể quy chụp toàn thể, nhưng ta cũng có một số nhận định về những phân tích trong tướng học đã được liệt kê phía trên. Tướng người có nhiều dâu.
Nam giới có nhiều râu, râu mọc lan sang cổ, hàm trước tiên, thể hiện tính cách mạnh mẽ, khí huyết, sức khỏe và thể chất tốt. Hơn nữa, họ có bản lĩnh kiên cường, cứng rắn, có nghị lực, vững vàng trước những nghịch cảnh. Không những thế, họ còn là những người hào sảng, rộng lượng, có khí chất nam tử. Người ta gọi là tu mi nam tử, nghĩa là râu tóc nam nhân. Tướng người nhiều râu phân thành những dạng như sau. Nhiều râu nhưng mọc ngay ngắn, màu sắc râu tươi tốt, thường là bậc quân tử, hiền tài, đạo đức tốt và có tài năng. Trong cách này thường phân ra hai dạng, râu năm chỏm, cương liệt, râu ba chỏm, trung dũng. Những người nhiều râu mà râu mọc tán loạn, lung tung, không ở vị trí quy định mà thường tràn lấn sang các khu vực khác, thường có biểu hiện nóng tính, hung hãn, dục vọng tham lam, nhiều người thô bạo và rất đáng sợ, nhất là trong trường hợp màu sắc của bộ râu đó lại không được như mong đợi, xấu về thẩm mỹ và xấu về vận mệnh. Những người nhiều râu mà mọc ngược hướng lên trên thường có tính phản trắc, ăn cháo đá bát, chịu ơn mà vô nghĩa. Người có tướng râu thưa. Những người ít râu, râu thưa thì phân ra thành hai dạng. Râu thưa mà mọc ngay ngắn, những sợi râu có màu sắc đen lánh khi trẻ và trắng như cước khi già. Những người này thanh lịch tú nhã, đầu óc uyên bác, thường là diện mạo bên ngoài của nhiều bậc tú nho, trí thức uyên bác, học rộng tài cao, nhiều kiến giải sáng tạo. Râu thưa mà mật độ quá thấp lại mọc lung tung không ngay ngắn thì vừa thiếu nam tính vừa mất đi vẻ thẩm mỹ, tính khí lượng dạ lại hẹp hòi hay soi mói như phụ nữ, như vậy thì râu có cũng như không. Ngoài ra có một số loại tướng râu đặc trưng sau đây: tướng râu đậm, râu cứng, tướng võ dũng, dầm đãng. Tướng cầm nhiều râu, râu kẽm, đẹp mượt dài, tướng trọng nghĩa tình. Tướng râu quai nón, tướng kiêu ngạo đa dâm. Cầm trơn tru không râu khi đến tuổi, tướng bất nhân bất nghĩa. Kẻ râu thưa khô hoặc râu tóc không tương xứng đều là những kẻ về già lận đận. Lưu ý, các tướng râu đàn ông trên đây được xem xét theo tướng râu mọc tự nhiên. Xem tướng râu theo màu sắc. Thường thì màu sắc chuẩn của râu đó là đen lánh khi trẻ và bạc như cước khi về già. Đấy là theo quy luật tự nhiên. Thông thường, ngoài ra một số người có tướng râu rất là lạ mà sử sách ghi chép lại như sau. Người có tướng râu tía. Những người có tướng râu tía là bậc anh hùng có tài năng hơn người và được hưởng phú quý giàu sang lâu dài. Trong lịch sử ông Tôn Quyền thời Tam Quốc có tướng như vậy. Trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung có viết: Tôn Quyền người cầm vuông, miệng lớn, mắt biếc, râu tía. Khi trước sứ giả nhà Hán và Lưu Yển vào nước Ngô, trông thấy mấy anh em họ Tôn có nói chuyện với người khác. Ta xem tướng của mấy anh em họ Tôn, tuy rằng người nào cũng tài khí giỏi giang khác thường, nhưng hưởng lộc không bên. Duy chỉ có Tôn Quyền hình dung kỳ vĩ, cốt cách dị thường, thực là tướng đại quý, và lại hưởng được cao thọ, các anh em không người nào bằng. Về sau quả đúng. Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông, làm thủ lĩnh Giang Đông gần 30 năm, tuổi thọ rất cao, ứng với lời tiên đoán này. Người có tướng râu bạc. Những người tuổi mà còn trẻ, râu tóc bạc sớm thường do bệnh thận hư, máu xấu. Trong trường hợp khác thì đây là người thông minh, uyên bác, giỏi nhiều chuyên môn, lĩnh vực, có năng lực nghiên cứu. Ông Hoa Đà được biết đến là trẻ tuổi nhưng râu tóc bạc trắng, ông tinh thông y thuật, được thế gian tôn vinh là thần y Hoa Đà. Người có tướng râu đỏ. Tướng mạo nóng nảy hung bạo. Trong Thủy Hử có viết về Xích Phát Quỷ, Lưu Đường, râu tóc có đặc điểm như vậy, nhân vật nổi tiếng nghĩa hiệp nhưng dù sao cũng là cướp. Ngoài ra thì tướng râu đỏ còn dễ bị chết vì tai nạn lửa điện, súng ống cháy nổ, sét đánh. Người có tướng râu vàng. Tài giỏi, đảm lược giống như là Tào Trương, con trai của Tào Tháo, được gọi là thằng bé râu vàng. Tướng râu vàng còn có đặc điểm là dễ bị cô độc. Người có tướng nhiều màu. Râu hỗn hợp 2 đến 3 loại màu sắc. Những người có cách này thường thiếu chuyên nhất trong công việc, ý chí hay thay đổi, không bền vững, lập trường. Đây cũng là một tướng xấu về tướng râu. Tướng râu có sự thay đổi theo thời gian, thời trẻ. Tướng râu có sự thay đổi theo thời gian, thời trẻ râu mọc nhanh, rậm và dài, nhưng về già thì mọc chậm lại và thưa. Đây đặc điểm
Đây là đặc điểm theo quy luật tự nhiên ai cũng phải trải qua. Giàu của mỗi người nhiều hay ít phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản, đó là gen di truyền và tố chất cơ địa về thể chất, sức khỏe. Đối với mỗi người, nó cũng như là một dạng lộc vậy. Có người thì luôn cảm thấy phiền phức về râu mọc nhiều, mọc nhanh quá, cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng cũng có những người không có râu, râu mọc rất ít thì họ lại thích nuôi râu. Thậm chí nhiều người còn sử dụng thuốc kích thích mọc râu để tăng cường quá trình này. Một gương mặt nhiều râu và ít râu thì gương mặt nhiều râu thường tạo được sự thiện cảm và lòng tin hơn, khí chất nam tính cũng rõ rệt. Cũng theo quan điểm của tướng học, người không có râu hoặc râu quá ít thì giống như là một viên hoạn quan hay là một kẻ tiểu nhân. Trong trường hợp râu mọc quá nhiều và thô cứng thì ý nghĩa tốt đẹp bị biến mất, tính cách con người chuyển hóa sang dạng cực đoan, thô bạo hoặc là vô cùng gian ác. Người ta thường chốt tướng mạo này bằng bốn từ mắt sâu, râu rậm. Ngày nay trong xã hội văn minh, tiến bộ thì rất ít người còn để râu mọc tự nhiên như ngày xưa nữa. Họ thường cạo sạch, gọt tỉa theo ý muốn. Nguyên nhân vì trong điều kiện xã hội công nghiệp hóa thì việc để râu gây nên nhiều vướng bận, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, mất vệ sinh trong quá trình ăn uống. Mặt khác, quan điểm thẩm mỹ mỗi thời mỗi khác, vì ngày xưa người ta coi trọng râu nhiều và râu đẹp. Ví dụ quan Văn Trường có bộ râu rất đẹp nên được gọi là Mỹ Nhậm Công, nghĩa là ông tốt râu. Thời kỳ ngày nay, nếu để râu mọc dài rậm thì nhiều người đánh giá là cẩu thả bừa bãi, tùy thiện về hình thức. Một số người trong giới văn nghệ sĩ thì họ để râu theo cá tính, sở thích. Ngoài ra thì hầu hết đều cạo sạch vào mỗi buổi sáng thức dậy trước khi đi làm. Do việc cạo râu định kỳ đều đặn nên việc dự đoán theo tướng râu gặp nhiều khó khăn. Vì trong xã hội, người để râu rất ít, chính vì những khó khăn này nên nó được đặt tướng học vào một giai đoạn thử thách mới, đòi hỏi phải nghiên cứu sâu sắc hơn. Tuy xã hội thay đổi, quan điểm thẩm mỹ cũng thay đổi và việc dự đoán theo tướng râu gần như là đi vào ngõ cụt, bế tắc. Nhưng những kinh nghiệm tri thức trong việc xem tướng râu rất đúng đắn, có nhiều giá trị trong dự đoán sức khỏe vận mệnh. Mở rộng và khai thác chuyên sâu hơn về vấn đề để râu hay cạo râu, để râu, tôi nghĩ rằng cần có sự kết hợp với môn tử vi đầu số thì sẽ tốt. Chẳng hạn, những người có mệnh thân mà gặp sao hóa khoa thì nên cạo râu, tỉa tóc định kỳ, vì hóa khoa chỉ sự chỉn chu, ngăn nắp, gọn gàng và đây là sao danh vọng, cứu giải mệnh trong tử vi. Những người có tham lang hóa lộc thiên mã thì nên để râu và như vậy vận khí sẽ có sự cải thiện đặc biệt diệu kỳ. Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu cái răng cái tóc là vóc con người. Thông qua xem tướng tóc, ta không chỉ biết được khí huyết của con người ra sao mà còn luận ra được tính cách số mệnh trong đời. Xem tướng tóc mai dài, có câu mua cá thì phải chọn mang, yêu em yêu lấy đôi hàng tóc mai. Ý muốn nói con gái mà có tóc mai dài rất tốt, những người này thường đảm đang tháo vát, hết mực yêu thương chồng con, sống theo lối sống chuẩn mực. Tuy nhiên thì xem tướng tóc mai của phụ nữ dài thì lại hay lận đận chuyện chồng con, tóc mai khô cong lên. Người có tướng tóc mai này thì có số mệnh tốt, là phụ nữ thì ít lo lắng buồn phiền, già trước tuổi, tâm trạng không tốt, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Tóc mai dày lấp trước mang tai. Những người sở hữu tóc mai dài này kết hợp với đầu nhỏ thường đoản mệnh, nếu sống qua tuổi trung niên thì thiếu hụt buồn tủi. Tóc mai nhiều dày và che lấp lông mày là người sẽ gặp chuyện buồn về hôn nhân. Nếu mang tai thiếu tóc mai thì là người thiếu trung thực. Tóc mai thô. Xem tướng tóc mai khô cho biết những người này gặp nghèo khó trong đời. Xem tướng tóc dày rậm. Người có tóc dày rậm thì khí huyết đầy đủ, khỏe mạnh, thân khí hùng mạnh. Những ai sở hữu mái tóc dày đại diện cho dục vọng lớn, lòng tham mãnh liệt, tính cách ngoan cố bảo thủ, không tiếp thu ý kiến của người khác. Tóc dày rậm kết hợp với lông mày rậm thì thấp kém, không thể trở thành người phú quý. Xem tướng phụ nữ qua mái tóc dày, do khí huyết vượng thường dễ kích động, làm việc không có trình tự, không đầu không cuối, thiếu niên bất hảo, không chịu sự quản giáo của cha mẹ, thanh niên vận trình trắc trở, khư khư cố chấp mà mắc sai lầm. Khuyết điểm của những người này là chấp nhất, dễ mủi lòng, thiếu dứt khoát, không có uy nên không thể làm người quản lý.
dùng người không khách quan, làm việc không liêm chính, thưởng phạt không rõ ràng, thiện ác không phân minh, hành động theo cảm tính. Dục vọng chiếm hữu cao, dã tâm lớn cũng là điểm khiến cho người tóc dày lao tâm khổ tứ. Đặc biệt ở phương diện tình cảm, thường gò bó đối phương, người ta không thích mình nhưng vẫn một mực chiếm đoạt. Tướng tóc thưa, mỏng. Ngoài trừ người lớn tuổi thì những người suy nghĩ nhiều, căng thẳng, tâm tư rối loạn cũng ảnh hưởng tới gan, dẫn tới rụng tóc, thừa tóc. Người khi mà sinh ra thể chất gan yếu cũng có mái tóc mỏng. Xem tướng chất tóc mỏng cho biết người này tính cách hai mặt, không quen nói chuyện trước mặt người khác, hoặc không chủ động tiếp xúc, cũng không muốn người khác đi lại với mình. Đối với bất cứ việc gì đều thiên về thái độ tiêu cực, là người hướng nội, rất ít bộc lộ bản thân. Nhưng một khi không thể kìm kém nữa thì sự bộc phát đó không ai có thể cản nổi. Xem tướng qua mái tóc thưa, mỏng, tự thỏa mãn, không có tham vọng, cho dù làm việc hay học tập đều thiếu sự bền bỉ cần thiết mới đạt được một chút thành tích đã thỏa mãn. Người tóc mỏng thường rất nhạy cảm, đặc biệt là về mặt tiền tài. Nhìn chung loại người này thường cầu an vô sự, ít tranh chấp. Tóc đen bóng mượt. Những người sở hữu mái tóc đen bóng mượt tiêu biểu cho thận khí sung túc, âm dương cân bằng. Người này trí lực tốt, suy nghĩ tính toán nhanh nhẹn, làm việc kín đáo, giàu mưu kế. Năng lực hành động mạnh, kinh nghiệm dồi dào, có khả năng bao quát tình hình nên dễ thành công cả về sự nghiệp lẫn tình cảm. Nhiều cơ hội trở thành người lãnh đạo có tiếng tăm. Xem tướng tóc đen thô. Theo nhân tướng học, tướng tóc đen thô cho biết những người này tính tình quyết đoán, khoáng đạt, có dũng khí và có tinh thần dám làm dám chịu. Đối với những điều mà mình tin tưởng thì quyết tâm thực hiện đến cùng. Tuy nhiên đôi lúc lại trở thành ham đấu đá, có tài lãnh đạo thành đạt trong cuộc sống. Xem tướng phụ nữ hay đàn ông qua mái tóc đen và thô thường có tính lúc nóng lạnh, dễ nổi cáu. Tướng tóc thô cứng. Người có tướng tóc khô cứng, gan khí quá thịnh, tính cách ngay thẳng, thấy chuyện bất bình đẳng thì không tha, không chịu nổi việc ngang trái trước mắt, ra tay quyết liệt, chuyên quyền độc đoán, tính khí cường đạo, dễ nóng giận, một khi đã phát ra thì không thể thu về, nên lực phá hoại rất lớn, không suy nghĩ trước sau, làm việc cứng rắn, tích cực nhưng thiếu nhẫn nại, năng lực sinh tồn rất mạnh. Tướng tóc khô sơ. Xem tướng phụ nữ qua mái tóc khô sơ cho biết họ là những người phá cách, cá tính, có khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng bay bổng, rất phù hợp với những công việc đòi hỏi khả năng tư duy liên tục. Tuy nhiên lại rất bảo thủ, chỉ coi trọng quan điểm của mình và rất khó để người khác có thể tác động vào, làm thay đổi suy nghĩ. Xem tướng tóc phụ nữ khô sơ, nếu muốn thành công trong công việc và cuộc sống, phụ nữ tóc khô sơ nên bớt đi cái tôi cá nhân và để dành nguồn năng lượng dồi dào của mình trong việc tìm hiểu tâm lý của người khác. Tuy nóng tính nhưng lại rất chân thành, quan tâm tới sự giúp đỡ của người khác, không ngại khó khăn. Tướng tóc xoăn. Tính cách của người tóc xoăn thì bẩm sinh phụ thuộc vào mức độ xoăn khác nhau mà có biểu hiện khác nhau. Thường thì tính tình bướng bỉnh, cho dù trong công việc học tập hay là giao tiếp, họ đều rất khó làm vui lòng người khác. Mức độ tóc xoăn càng cao thì tính cách này càng rõ rệt. Xem tướng đàn ông tóc xoăn. Có tật hay tự cao, tự đại, họ thích móc máy vào nhược điểm của người khác, lật đi lật lại thất thường, nhiều khi việc bé cũng xé ra to, thích nói những điều đao to, búa lớn, hù dọa người. Những người này không hay lên mặt, rất ghét, xuất đầu lộ diện, nhưng lại nhiệt tình, sâu sắc với bạn bè, tri kỷ. Xem tướng tóc xoăn tự nhiên. Tướng tóc khô vàng, tóc ngả màu vàng và khô rối do thận khí hư thiệt, máu huyết kém, thể chất yếu. Tướng tóc khô vàng cho biết những người này dù đọc sách từ nhỏ nhưng không thông tuệ, tính cách bất hảo, khó theo nghiệp đèn sách, làm việc không có trước sau, không đầu không cuối, lỗ mãng kích động. Phương diện tình cảm thì gặp nhiều trắc trở, vận mệnh không thuận, có cố gắng đến mấy cũng gặp người cản đường. Bởi vậy, ít khi thành công ở vị trí cao, năng lực phấn đấu cũng không thể bằng người khác. Xem tướng đầu hói. Thực tế cho thấy rằng, những doanh nhân thành đạt, những người có quyền cao chức trọng đều sở hữu nét tướng này. Ngay từ nhỏ, họ đã thông minh, tài trí hơn người và có đôi mắt tinh tế nhìn xa trông rộng. Sớm hay muộn, những người đàn ông này cũng sẽ đạt được địa vị quyền lực cao trong xã hội. Xem tướng đầu hói, tướng tóc màu nâu.
Người có tóc màu nâu thường có chất tóc mịn và đều, có tính tình ôn hòa, thuộc dạng tiêu cực, không thích xuất đầu lộ diện, chỉ cặm cụi làm việc nên dễ nhận được cảm tình từ người khác. Xem tướng tóc phụ nữ cho biết họ thường tiết kiệm, có thể tận tâm tận lực vì chồng con, cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc tốt đẹp. Còn với đàn ông, lại là người bạc nhược, thiếu tính quyết đoán, không thích hợp làm lãnh đạo. Tướng tóc hoa râm. Mái tóc hoa râm tức là tóc đen điểm bạc. Những người sở hữu mái tóc này gặp vấn đề về kinh mạch, nếu tóc trắng phau thì vấn đề phát sinh ở thận. Người trẻ tuổi mà tóc đã bạc tức là có bệnh về gan, tâm tình căng thẳng quá mức, suy nghĩ quá nhiều, cơ thể suy nhược. Theo nhân tướng học thì những người này mệnh khắc cha mẹ bởi tóc da, cơ thể do cha mẹ ban cho, thân thể không tốt tức là không thuận. Xem tướng tóc đàn ông. Xem tướng màu tóc, tóc thường biến là tóc thay đổi theo thể trạng và tuổi tác. Yếu, tóc đang mượt trở nên khô xỉn, khỏe mạnh thì tóc mượt mà. Bệnh tật, tóc giòn, khúc xoắn dễ che, bạc, hoai vàng hay hoai đỏ tùy bệnh. Già, tóc bạc, thường biến không xét. Tướng tóc thuộc loại duy biến, theo mệnh sắp đến mệnh số tốt, thời vận. Tóc có thay đổi từ bình thường sang mềm bóng, đến thời vận xấu cũng vậy. Nó thể hiện đang bình thường sang thô, cứng, bờm sờm. Tóc màu đen nhánh, thọ, khỏe mạnh, giàu. Tướng tóc màu nâu nhạt, hiền, tâm đức. Khi xem tướng tóc thì chỉ nên xem trong độ tuổi thành niên từ 16 đến 30. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.